Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình và các bạn cùng đi du lịch đến một cái xã vùng xa, vùng sâu của huyện biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây chính là xã Lùng Khấu Nhin. Các bạn nhìn thấy con sông trước mắt chính là con sông Xanh. Trên con đường mình đang đi là thuộc địa bàn xã Lùng Khấu Nhin. Còn qua sông Xanh sang phía bên kia lại là địa phận thuộc huyện Simacai, cũng là một huyện vùng cao biên giới. Đây chúng ta đang chuẩn bị đến cái khu mặt bằng để đã san gạt để sắp xếp dân cư di chuyển các cái đồng bào thuộc vùng thiên tai và các đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu về nơi ở, nhà nước sẽ hỗ trợ để sắp xếp bà con dân cư tại khu vực này. Đây cũng là một khu vực mặt bằng ngay sát bờ sông, đã được san gạt tương đối đẹp. Mặt bằng này cũng khá là rộng nhưng không phải thuộc cái khu sắp xếp dân cư mà có thể là do tổ chức hoặc cá nhân nào đó san để làm nhà hoặc là nuôi trồng cái gì đó. Phong cảnh ở đây rất là đẹp. Nước sông cũng có những thời điểm cạn. Thời điểm này đã đang là mùa khô nên nước tương đối cạn. Còn vào cái mùa mưa thì nước sẽ đầy và nhiều hơn. Ở bờ sông Xanh này, mọi người còn thường khai thác cát. Cát ở sông này là cát rất là đẹp. Khu vực gần gần bờ sông thì cây cối còn tương đối nhiều nhưng xa hơn thì có vẻ là ít cây. Thực sự cảnh quan ở đây rất là đẹp nên thơ. Nếu mà chúng ta đi du lịch tại khu vực này cũng rất là thích. Ở khu vực này bờ lòng sông tương đối rộng. Và có một số cái mảng, cái bè bà con đã đóng nó ở phía dưới bờ sông, có thể sử dụng mảng hoặc bè này đi du lịch. Vào những cái hôm thời tiết đẹp thì dòng nước khá là yên ả, nước trong. Còn vào những cái đợt mưa lũ thì nước sẽ đục ngầu và nước sẽ rất là mạnh. Nếu chúng ta đi phượt hoặc đi du lịch vào những khu vực này thì thực sự là đẹp. Đây là đang ngồi trong xe ô tô nhưng mà nếu mà được đi xe máy thì rất là thích. Bây giờ là bắt đầu đã đến cái khu vực điểm, gần cái khu vực điểm sắp xếp dân cư rồi. Trời được đi du lịch đi giữa núi đầu núi rừng xanh mướt như thế này rất là thích, cực thích luôn. Ở trong này không có bụi, không khí rất là trong lành. Thời tiết ngoài trời hôm nay cũng rất là nóng. Đây vừa rồi các bạn đi qua cái chuồng gia súc của nhà dân. Quanh khu này cũng có nhà dân ở đây. Vừa rồi là những tảng đá phải phá để làm đường, mở đường vào khu vực. Trẻ em chơi bên đường, bên những tảng đá nhấp nhô. Rất là đẹp. Đến điểm này có lẽ là bắt đầu xuống cái điểm sắp xếp dân cư mà được các cơ quan nhà nước san gạt mặt bằng rồi. Ngay các bạn nhìn ngay bên chỗ tay phải trước mặt chính là cái bãi khai thác cát. Vẫn còn rất là nhiều cát ở đây. Cát này mà chát nhà rất là tốt. Cát được hút từ dưới sông lên.
Ở Lào Cai thì có cát sông Chảy và cát sông Xanh là những loại cát rất là đẹp và được mọi người ưa chuộng. Trước mặt đây chính là cái khu vực đã được san gạt mặt bằng. Sau này là sẽ sắp xếp các cái hộ dân vào đấy ở. Mỗi hộ dân sẽ được cấp đất khoảng 200 mét vuông đến 300 mét vuông một nhà. Khu vực này đã được san gạt mặt bằng, có cấp điện và cấp nước rồi. Đi đường này để nào mình sẽ thích lên lại quay phim quay cẩn thận nhé. Đây này vừa rồi mình và các bạn đã cùng đi du lịch tại xã Lùng Hồ Nhin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.